Bộ Y tế phê duyệt vaccine COVID-19 Abdala của Cuba. Vaccine Abdala sản xuất thành phẩm tại Cuba và được xuất bán thành phẩm đóng gói cấp 2 tại Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba. Tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế là nơi đề nghị phê duyệt vaccine này. Vaccine Abdala mỗi liều 0,5 ml, chứa 50 microgram vaccine protein tái tổ hợp chứa vùng liên kết với cụ thể của virus SARS-CoV-2, bào chế ở dạng hỗn hợp dịch tiêm bắp. Vaccine được đóng gói hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml. Bộ Y tế cũng quy định các điều kiện đi kèm việc phê duyệt Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Cục Quản lý Dược có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu vaccine Abdala theo quy định khi nhận được hồ sơ của cơ sở nhập khẩu, thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu, quản lý chất lượng vaccine nhập khẩu. Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện để đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vaccine trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng Tư vấn Sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế, Hội đồng Tư vấn trong quá trình sử dụng. Đồng thời, đơn vị này hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị có đủ điều kiện quy định, tổ chức thực hiện đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vaccine Abdala trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng Tư vấn trong quá trình sử dụng. Cục Y tế dự phòng thực hiện các trách nhiệm liên quan đến tiêm chủng vaccine Abdala được quy định. Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế có trách nhiệm tiến hành kiểm định và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng lô vaccine Abdala trước khi đưa ra sử dụng.